Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cuộc sống hiện tại của ba chị em Tí Hon ở Đồng Tháp sau khi nổi tiếng. Tại Đồng Tháp, mọi người đã quá quen thuộc với câu chuyện của gia đình người mẹ có chiều cao bình thường, nhưng sinh ra các con đều Tí Hon. Gia đình nhỏ có cuộc sống khó khăn cũng từng được đưa thông tin rầm rộ cách đây nhiều năm. Hiện tại cuộc sống của họ đã có nhiều khác biệt. Đó là bà Đoàn Thị Nhàn, 64 tuổi, ở ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Đồng, tỉnh Đồng Tháp. Sinh ra 5 người con thì có đến 3 người chiều cao kém phát triển. Dù vậy, họ vẫn rất lạc quan và cố gắng lao động, làm ăn. Câu chuyện gia đình Tí Hon từng nổi tiếng khắp mạng xã hội. Nguyễn Văn Độ, con thứ 3 của bà Nhàn, có chiếc xe để tiện di chuyển. Anh Độ, 36 tuổi, con thứ 3 của bà Nhàn, trước đây được biết đến là người hiền lành và có chút khờ khạo. Nhưng đến nay, anh Độ đã trở nên giản dị, hoạt bát hơn. Chia sẻ với báo Phụ Nữ Thủ Đô về cuộc sống hiện tại của mình, anh cho biết, chắc mọi người ngỡ ngàng đúng không? 2 năm trước tôi khờ, nhưng giờ biết việc lắm rồi. Tôi có thể giao tiếp với mọi người, biết tính tiền và nhận diện từng đồng một. Vì thế, tôi mới có thể chạy xe đi bán vé số mỗi ngày cả 100 tờ, nhưng lãi chỉ được 100.000 đồng thôi. Anh Độ nay đã có cuộc sống ổn định hơn trước. Trước đây, anh Độ đi bán vé số và từng phải chịu không ít ánh mắt dò xét từ mọi người. Tuy nhiên, theo thời gian anh cũng quen dần và chẳng còn nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần người ta mua vé số là anh vui. Có những hôm, vừa lấy vé từ đại lý ra, anh Độ đã bị người ta lấy luôn cả cọc 100 tờ. Tuy bàng hoàng nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc lên trình báo cơ quan công an. Còn đây là chị Nguyễn Thị Diễm, con thứ 2 của bà Nhàn. Chị Diễm hiện tại vẫn sống cùng với mẹ và mọi người. Chị Diễm hiện đang làm nghề đăng ghế, mỗi ngày kiếm vài chục nghìn đồng và ở nhà trông 2 đứa con của em út. Ba chị em Tí Hon mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời chê bai, thậm chí bị gọi là người ngoài hành tinh, nhưng họ cố gắng sống tốt, làm ăn chân chính. Điều này càng khiến nhiều người nể phục tinh thần, ý chí mạnh mẽ của họ. Gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự cố gắng. Một người con trai đặc biệt thu hút sự chú ý nữa của bà Nhàn, đó chính là anh Nguyễn Văn Lượng, em trai anh Độ. Ngày trước anh Lượng bán vé số mỗi ngày kiếm được 150.000 đến 200.000 đồng, đủ lo cái ăn cái mặc cho cả nhà. Anh Lượng kết hôn cùng người phụ nữ có hoàn cảnh giống mình. Hiện tại vợ chồng anh Lượng cùng tham gia thi đấu ở các giải điền kinh và gặt hái được nhiều thành tích. Đến nay sau khi cùng vợ lên thành phố đã có cuộc sống ổn định, hai vợ chồng thường về thăm mẹ cùng anh chị vào dịp lễ. Ba mẹ của những người con Tí Hon chia sẻ với báo Phụ Nữ Thủ Đô. Lượng là đứa may mắn nhất trong ba chị em, nó có một tình yêu đẹp và một người vợ chung cảnh ngộ. Hai đứa từng có một đứa con, sau khi chào đời, đứa trẻ bị thiếu oxy nên ra đi ngay sau đó. Từ ấy, chúng nó không tính đến chuyện mang thai nữa, bởi người lùn tỷ lệ rủi ro khi có con vô cùng cao. Nó bảo chấp nhận cảnh không con để lo cho cuộc sống của những người thân được ấm no. Anh Lượng giành huy chương trong cuộc thi thể thao dành cho người khiếm khuyết. Nhớ về chuyện trước đây, bà Nhàn không khỏi nghẹn lòng khi gia đình chào đón con gái đầu tiên rồi 3 người con nữa lần lượt ra đời. Tất cả con đều chào đời với cân nặng 3kg. Thế nhưng nuôi mãi, bà chẳng thấy các con khôn lớn. Đến khi các con đã 5 đến 7 tuổi, bà mới ngỡ ngàng nhận ra chúng chỉ là những đứa trẻ ngây ngô. Bà Nhàn chia sẻ, tôi cũng chẳng biết vì sao chúng nó lùn nữa, nội ngoại hai bên không ai có gen lùn cả. Ngày đó nghèo khổ, cái ăn chẳng đủ nên đâu có dám đi bệnh viện kiểm tra xem nguyên nhân do đâu. Tuy nhiên vợ chồng tôi ai cũng băn khoăn, sao các con lại lùn đến thế? Chúng tôi liều sinh tiếp lần nữa, cuối cùng bé út trưởng thành cao ráo nhất nhà. Từ ngày đó đến giờ tôi không còn bận tâm đến chuyện các con thấp bé nữa. Dù các con nhỏ bé nhưng lại rất nhiều tài. Nhìn vào số huy chương treo đầy nhà, ai nấy đều phải thán phục. Số huy chương khiến nhiều người nể phục. Dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn, nhưng gia đình Tí Hon vẫn sống cực kỳ hạnh phúc. Họ nỗ lực vượt qua tất cả để mong có cuộc sống ấm no. Cùng theo dõi thêm nhiều bài viết tại tin mới nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.